Em là con trưởng nhưng không phải gia trưởng. Bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Em có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. Dù nhúc cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh, là tại vì em mạnh tính lắm anh. Dạ, xin chào chị Quyền Linh. À, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Dạ, quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Năm nay em 28 tuổi. Em đang là nhân viên của Trung tâm Du lịch Sinh thái Văn hóa Chuyến Khu D và trực thuộc của Bộ Tổng Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Chị Quyền Linh chào em. Quê em ở đâu? Dạ, theo mẹ em thì ở Hải Dương, còn ba em thì ở Sài Gòn và em sinh ra lớn lên ở Đồng Nai. Trời ơi, sao nó lạc hướng hết trơn vậy? Mời bạn trai. Em chào Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên đó. Em là Nương Văn Thông, em đến từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Quê ở đâu em? Quê em ở Nam Định ạ. Em làm nghề gì Thông? Dạ, em đang làm quản lý kho của FT Shop ạ. Bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 88, hôm nay em 30 tuổi ạ. Thông có mấy mối tình rồi? Dạ, em từng trải qua 2 mối tình anh. Bạn nữ thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là dễ tiếp xúc với mọi người lắm chị. Em có cá tính hơi mạnh, cho nên là cái chuyện của bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Cho nên là ở trong cơ quan em thì mấy chị nữ rất thương em, bởi vì còn có mình em mà tính của em lại hơi men nữa. Cho nên là cũng hơi khó. Tính của em cũng có thể là rất thẳng tính, cực kỳ nóng. Đụng một cái là em có thể quạo được. Em không chưa có thể là kìm được cái bản tính của mình, chưa kìm được cái nóng tính đó. Đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Cái đó cũng có thể là cả hai đó chị. Ồ, vậy hả? Bạn trai thì sao? Nghe bạn gái nói là mình rất nóng tính như vậy, chưa có kềm được thì em cảm thấy như thế nào? Thì em nghĩ chắc là phù hợp với em rồi. Vì hả? Em là người chịu đựng rất tốt, chịu bạn gái được thôi. Em có khuyết điểm gì không? Cái ưu điểm của em là có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một xíu. Có nóng cái gì tính. Nói thẳng. Hai người nóng tính hết trơn. Dạ không, em thẳng tính. Sai là em nói luôn nhưng không để bụng cái gì cả. Nhưng mà bạn kia đang nóng tính mà em nói thẳng luôn là bạn nóng nữa. Em kìm được. À, em người kìm được tốt. Vậy xong tốt. Rồi em nói. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là cuộc sống bây giờ em chỉ muốn tìm một người nào thật lòng. Sống chung thủy là được. Còn tất cả khó khăn trong cuộc sống thì cùng nhau gánh vác, cùng nhau đi lên thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ có thể là những cái thời gian rảnh thì có thể dành cho gia đình. Mà nhiều khi có những người phụ nữ kiểu như là thời gian rảnh lại dành cho cuộc sống ở bên ngoài, bạn bè nhiều quá. Rồi, bạn nữ có ý kiến gì không? Dạ, em thấy bạn đấy nói em cũng có đồng với ý kiến của bạn đó à. Tại công việc của em thì nhiều, cho nên là em không có ngoại tình hay lăng nhăng đâu anh, khỏi lo. Tính này cũng chung thủy lắm. Mình đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Dạ, bạn trai của em thì em cần bạn ấy là không biết hút thuốc và không biết nhậu. Bạn trai có biết hút thuốc nhậu nhạt không dạ, em? Dạ, cái đó thì em không biết thuốc, em không biết hút, mà rượu cũng biết uống luôn. Công việc của em nhiều khi cũng có nhậu nhưng mà em chỉ nhậu được 1-2 chai là xỉn rồi. Còn gì nữa không em? Dạ, không thích tính gia trưởng thôi ạ. Bạn trai có gia trưởng không? Em là con trưởng nhưng không phải gia trưởng. Khi nghe giọng nói bạn nam bây giờ mình có hình dung bạn nam là người như thế nào không? Em nghĩ chắc bạn cũng phải cao hơn em. Nghe giọng nói biết cao hơn hả? À, tính thì nghe chắc là giọng bạn ấm à. Khuôn mặt thì em chưa thể nào tả được, bởi vì hình dung của em thì nó hơi khác tí. Hình dung em sao? Em hình dung sao? Anh nói chung là nhìn khuôn mặt á thì phải thấy có duyên một tí. Và khi mà nhìn vô cười một cái, nếu mà cái nụ cười có thể làm cho mình đang nóng mà dịu xuống liền thì thật sự em rất thích. Cười mà đang nóng mà nhìn vô dịu là cười sao em? Ví dụ em cười sao chị qua chị coi. Coi là cười tỏa nắng đó chị. Trời ơi, nụ cười nước đá mới dịu nổi. Coi cười rồi mất nắng luôn, trời mưa luôn cười vậy tỏa nắng hả em? Dạ. Hồi nãy giờ em cảm nhận bạn gái bên này như thế nào? Chúng em thấy bạn ấy cá tính. Em có ngại người phụ nữ cá tính không? Dạ không. Bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Từ 6 tháng đến 2 năm trong khoảng thời gian đó. Em có tật xấu gì không? Tật xấu của em này, những ngày nghỉ hay ngủ nướng cũng được ha. Không có gì, không có gì là xấu cả. Em đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, em thì cũng có xác định trước rồi, cũng chuẩn bị về thẳng rồi đúng không? Để anh Quang mạnh dạn nói bên đây rồi. Dạ, xin chào em. Chào anh. Nụ cười bên đây cũng tỏa nắng lắm à. Dễ thương ấy. Anh bên đây nói thật sự á, anh hơi nhút nhát chút xíu. Em có thích đàn ông nhút nhát chút xíu không? Nếu mà nhút nhát hơi quá thì gọi là nữ tính rồi đó anh. Không, bên đây rất nam tính. Dạ, nếu mà nam tính thì dù nhút cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh, là tại vì em mạnh tính lắm anh. À, chúng ta sẽ gặp nhau để hiểu nhau gì hơn như hôm nãy giờ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ, em đi với mẹ với hai người em của em ạ. Rồi. Dạ, chào cô. À, tôi xin chào em MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào
toàn thể các quý vị khán giả hôm nay. Chào cô ạ. Tôi là mẹ của em Mai. Tôi thấy bạn trai bên này cũng được. Dạ. Cô có đưa ra tiêu chuẩn chọn con rể như thế nào không cô? Theo tiêu chuẩn chọn ấy thì đối với cha mẹ thì không quan trọng về hình thức, chủ yếu là ở cái đức tính con người. Em trai em trao đổi gì vài câu em chào cô. Dạ. Đi em. Con chào cô ạ. Thì chào con. Theo ý kiến của cô thì con thấy là cuộc sống của con cũng thế. Cuộc sống là chủ yếu là cái tính cách con người, cách ứng nhân xử thế của mình như nào thôi. Nên là cái vấn đề đó cô yên tâm. Mà cô cũng nói trước là em anh oanh ấy thì em hơi cục tính đấy. Dạ. Mà em rất nóng tính nữa. Dạ. Tại vì công việc của em, cái áp lực công việc của em. Dạ ấy. Vâng. Cho nên là cái tính của em là hơi nóng tính. Dạ. Cái vấn đề đó con chị được cô. À, con chị được hay không thì cái đó thì cô cũng chưa biết ạ. Dạ. Không biết nó chị con hay là con chị nó ạ. Rồi, em có đi với ai không? Dạ, em đi cùng đồng nghiệp của em cùng làm. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ, em là đồng nghiệp của anh Thông. Dạ, em thấy chị gái bên đây thì rất là xinh với lại dễ thương. Với lại em thấy tính cách của hai anh chị cũng khá là tương đồng. Em nghĩ là anh chị nên thử tìm hiểu nhau xem sao. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Bình tĩnh em, không có gì hết ha. 2 phút mình trao đổi với nhau nha. Em chào anh. Anh khi mà nhấc mức rèm lên thì anh cảm nhận như thế nào về em ạ? Nhìn em cũng cá tính. Có điều gì đó là cũng đúng như em nói. Giờ là em cảm ơn anh. Thấy nụ cười anh có tỏa nắng không em? Chắc nắng cũng chưa bằng em đâu chị. Chắc đúng rồi. Trong thời gian mà em với anh tìm hiểu nhau á, như một tháng mà em với anh chỉ gặp nhau một ngày thôi, có sao không anh? Không sao em, quan trọng là mình hiểu nhau được. Cảm ơn anh. Anh có thích đi làm từ thiện không? Anh có, anh thích làm từ thiện, anh đã từng làm rất nhiều. Vậy em với anh có cùng quan điểm đó. Tại vì hiện tại sắp tới em cũng có một chuyến từ thiện đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên thế là anh tham gia được. Nếu mà có thể thì anh tham gia cùng với tụi em. Được, chắc chắn là được. Rồi mình nói tới chuyện tình yêu đi. Theo em thì nếu mà mình tìm hiểu nhau thì tầm bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em với anh hợp nhau thì tầm 6 tháng đến 1 năm thôi. Kéo dài quá em mất công sợ ba mẹ em lại kêu là mày là bà cô già ế nữa. Khổ lắm anh ơi. Theo anh cũng thế là hợp ý thôi. Bây giờ mình hát tặng nhau một bài nó hát nào đó để làm tạo ấn tượng ban đầu đi nào. Mời bạn trai làm trước đi. Em xin hát một đoạn. Tại vì em cũng không thuộc lời bài hát. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc anh bắt đầu chạm vào trái tim tôi, một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Tôi khuyên em và tôi xin em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Ý nghĩa, mặc dù hát thì không biết có trúng không. Mời bạn nữ. Dạ, vậy em cũng gửi đáp lại anh một đoạn trong ca khúc Cho Em Gần Anh Một Chút Nữa. Một chút nhớ anh đây, một chút nghe với đây, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Em chỉ nhớ được mấy câu đó thôi. Trời ơi, cặp này xứng đôi quá. Rồi, mình nói mỗi người một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay. Anh thấy em hợp với tính cách của anh. Thì em mong rằng em sẽ cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái. Dạ, em cũng mong rằng trong thời gian hai đứa mình quen nhau, anh có thể chịu được cái tính nóng nảy và cục mịch của em. Em có thể đánh anh bất cứ lúc nào. Anh chịu được không? Đánh nhẹ chịu được anh, nhưng mà đánh mạnh quá chắc không chịu nổi. Thấy chưa? Vậy mà nói kiên nhẫn. Kiên nhẫn có giới hạn thôi anh. Được rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Người ta phải ga lăng. Đặt tay vào nút bấm. Đánh cỡ nào cũng chịu hết chứ. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta đó. Quyết định của chúng ta rất quan trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng em. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, hy vọng rằng các bạn sẽ sớm gửi thiệp mời với chúng tôi.